Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội nghe các tờ trình báo cáo liên quan đến việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết về cơ bản đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là đàm phán một chiều, trong đó Vương quốc Anh đã đưa ra nhiều cam kết mở cửa thị trường mới và chấp nhận toàn bộ các cam kết hiện có. Ngày 16 tháng 6 năm 2023, được sự ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng Bộ trưởng các nước CPTPP và Vương quốc Anh đã ký văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh, đưa nước này thành thành viên ký kết thứ 12 của Hiệp định. Ở góc độ song phương, Việt Nam và Vương quốc Anh đã có quan hệ FTA song phương. Việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần củng cố vai trò của Việt Nam đối với Vương quốc Anh tại khu vực này, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế và quan hệ hợp tác song phương với Vương quốc Anh. Đặc biệt, việc Vương quốc Anh công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam cũng có ý nghĩa quan trọng, tạo thêm cơ sở để ta tiếp tục vận động các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ giúp quảng bá và thu hút thêm nhiều nền kinh tế khác gia nhập FTA khu vực này, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho hàng hóa Việt Nam và góp phần tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà nêu rõ, việc Quốc hội phê chuẩn văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 15 sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn nghị định thư. Và nếu đến ngày 16 tháng 10 năm 2024 có đủ 6 thành viên của CPTPP thông báo hoàn tất thủ tục phê chuẩn, thì văn kiện sẽ có hiệu lực sau 60 ngày đối với các nước đã phê chuẩn, tức là ngày 16 tháng 12 năm 2024. Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến của các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với việc trình Quốc hội phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi và dự án luật tư pháp của người chưa thành niên.